Thưa quý vị và các bạn, kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tại huyện Hàm Tân, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cùng đi có ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ tại khu công nghiệp Sơn Mỹ 1. Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Kết cấu Hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ, IPACO, làm chủ đầu tư với quy mô 1.070 ha, gồm kho cảng LNG do tỉnh cấp chủ trương đầu tư hơn 50 ha, diện tích mặt biển 3.455 ha, tổng vốn 31.434 tỷ đồng. Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 được Bộ Công Thương cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa triển khai thi công do công tác xác định nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích đợt 1 hơn 76 ha vẫn chưa hoàn thành nên chưa ký hợp đồng thuê đất, giao đất thực địa. Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1 với quy mô hơn 468 ha. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung giải quyết các vấn đề về giải phóng mặt bằng, hạ tầng cơ sở. Chủ đầu tư đã hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường, công tác đo đạc kiểm tra địa hình, cắm mốc ranh giới và rà phá bom mìn, vật nổ. Đồng thời phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh, hoàn thành công tác chỉnh lý bản đồ địa chính, phục vụ kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với khu công nghiệp Tân Đức, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021 với diện tích gần 300 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Sonadeji Bình Thuận làm chủ đầu tư, hiện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường khoảng 262 ha với gần 500 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện đã chi trả hơn 490 tỷ đồng. Tổng diện tích đất các hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng là khoảng 245 ha. Chủ đầu tư đã hoàn chỉnh hồ sơ và trình cấp phép xây dựng trong phần diện tích được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê và bước đầu đã triển khai thi công hạ tầng khu công nghiệp. Đến nay, san nền đạt khoảng 170 ha, đang tiếp tục thi công hạng mục hệ thống các tuyến đường giao thông, thoát nước mưa và nước thải với tổng giá trị đầu tư xây dựng đạt khoảng 26 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã làm việc với các sở ngành liên quan, chủ đầu tư các dự án và lãnh đạo địa phương. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cùng với du lịch, nông nghiệp, công nghiệp là một trong ba trụ cột kinh tế của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Trong đó, nòng cốt năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao được tổ chức thành các cụm liên kết ngành, làm nền tảng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc phát triển các khu cụm công nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh, từ đó đầu tư phát triển, chăm lo cho an sinh phúc lợi xã hội. Đối với 3 dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 và khu công nghiệp Tân Đức trên địa bàn huyện Hàm Tân là những công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ càng sớm càng tốt để thu hút nhà đầu tư thứ cấp nhằm tạo nguồn vật chất cho xã hội. Đối với khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, tiến độ đến nay còn rất chậm. Dự án đã được khởi công cách đây hơn 2 năm với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp có thẩm quyền khẩn trương hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích đất đợt 1. Sớm hoàn thành công tác lập và tổ chức thẩm định giá đất cụ thể phục vụ đền bù, giải phóng mặt bằng theo luật đất đai năm 2024, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết vướng mắc trong công tác thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức trong khu vực dự án. Đối với dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thủ tục pháp lý đầu tư các công trình điện, nước, thông tin liên lạc, đấu nối giao thông, thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng khu tái định cư nhằm phục vụ cho người dân có đất bị thu hồi và đẩy mạnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Riêng khu công nghiệp Tân Đức, chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với phần diện tích đã được cho thuê đất. Quá trình triển khai cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.
Bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý các ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án, đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vận động các tổ chức cá nhân liên quan sớm bàn giao đất để tạo điều kiện thực hiện các dự án.